Rồi, nay mình sẽ mở hộp một chiếc máy ảnh máy phim 120. Rồi, mình sẽ mở hộp nhé. Trước đây mình cũng đã mua một con Mamiya C22, cũng là máy máy chụp phim 120 6:6. Cái lens, cái máy đấy thì nó sẽ thay đổi được lens. Còn cái máy 6:6 này không thay đổi được lens. Nó cũng giống tương tự con trước mình mua là 80 mm. Cái này là mình mua của anh Phương trong Sài Gòn. Đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Kính rất là ngon. Đây, đây. Mình đang quay bằng camera bằng camera hành trình. Con này còn khá là mỡ, gọi là khá thôi nhé, tầm 70-80% rồi. Ok, vẫn còn ngon. Khẩu con này khép được là 16, tốc cao nhất là 100, thấp nhất là 2.5, cũng hay. Tốc 2.5 vậy. Gạt lên là gạt cỏ, xuống là chủ. Ok, tốc khá chuẩn đấy. Đặt lên, đặt xuống. Còn đây là khẩu, để khẩu 4. Mình sẽ đặt lên ra, ok. Khẩu 3.5 thì các bạn sẽ nhìn rất là tối. Ok, để mình xem nào. Khá sạch. Con này là đời thứ 4. Con ở trên này là vòng nét các bạn, vòng nét này. Con này gần nhất là 3.5, là 3.53 feet. Con này chắc mấy mét mấy mét. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại những cái clip sau nhé.